Xưởng phim thanh thiếu niên trung ương mang tên Maxim Gorky. Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân. Phim được chuyển thể theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yulian Semyonov. Các diễn viên chính: Vyacheslav Chikhonov trong vai đại tá Chiralis, Yevgeny Kuznetsov trong vai Kruger, Mikhail Zakrovsky trong vai Kaltenbrunner, Fritz Dier trong vai Hitler, Wilhelm Burmeier trong vai Göring, Yuri Vizbor trong vai Bormann, Nikolai Prokopovich trong vai Himmler, Oleg Tabakov trong vai Schellenberg, Rostislav Pliat trong vai Mục sư Slav và các diễn viên khác. Đạo diễn Tatiana Lyosnova. Ingrid, cài giúp anh. Listan, cậu sao thế? Không nghe thấy gì à? Nghe xem có việc gì không? Đồn biên phòng đây. Trạm gác đang nghe. Thưa Trung úy, vợ ngài hỏi khi nào ngài có thể về nhà ăn sáng. 20 phút nữa, 20 phút nữa ngài Trung úy sẽ về. Cảm ơn em. Bà Ingrid von Kirsten. Mời bà. Thế đấy, Katyusha, hãy coi như mọi chuyện đã chấm dứt. Cô sao vậy, Katyusha? Đối với con trai cô, mọi nguy hiểm đã kết thúc. Với con gái anh lính đó cũng vậy, cần phải nghĩ tới tương lai. Không có quá khứ sẽ chẳng có tương lai.
Tôi sẽ để cô nghỉ tại một nhà trọ an toàn cho đến sáng mai. Ngày mai tôi sẽ đến đón. Đừng sợ gì hết. Những điều khủng khiếp nhất đã lùi lại phía sau. Thụy Sĩ, Bern. Ngày 18 tháng 3 năm 1945, 15 giờ 10 phút. Trụ sở cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ. Chào các ngài. Chào ngài. Chào các ngài. Tôi và các đồng sự có mặt để chủ trì cuộc đàm phán. Tôi rất vui vì cuộc đàm phán của chúng ta đã tiến triển ở cấp độ đại diện cao như vậy. Có thể nói, tôi và các đồng sự có ấn tượng rất tốt đẹp khi một quan chức cao cấp của lực lượng SS bắt đầu thương lượng với đối phương mà không đưa ra bất cứ yêu cầu cá nhân nào. Yêu cầu cá nhân của tôi là hòa bình cho người Đức. Hoan hô. Đó là câu trả lời của người lính chân chính. Mời các ngài. Bên ngài có gì mới trong thời gian vừa qua không? Thống chế Kesselring bị triệu gấp về tổng hành dinh của quốc trưởng. Đó là tin đáng buồn nhất. Ngài cho là như vậy ư? Tôi không chờ đợi điều gì tốt lành đối với những vụ triệu hồi gấp về tổng hành dinh của quốc trưởng. Theo tin của chúng tôi, Kesselring được gọi về Berlin để nhận chức vụ mới, tư lệnh mặt trận phía Tây. Tôi có nghe tin đó, song hiện thời chưa có bằng chứng xác nhận nào. Sẽ có bằng chứng xác nhận trong thời gian sớm nhất. Vậy ngài có thể cho biết người thay thế tướng Kesselring là ai? Được, tôi sẽ nói cho anh biết tên người kế nhiệm. Đó là Thượng tướng Vitenhoff. Tôi biết người này. Frank, đem cho tôi cốc nước. Ý kiến của ngài về ông ta thế nào? Đó là một quân nhân có lương tâm. Theo tôi, có thể nhận xét như vậy về hầu hết các tướng lĩnh của đế chế. Kể cả Beck và Rommel ư? Không. Đó là những nhà ái quốc chân chính của nước Đức. Cảm ơn. Phải nói rằng, tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với tướng Vitenhoff. Còn với tướng Kesselring, tôi đã từng tiếp xúc với Kesselring. Ngài có ý kiến gì khi chúng tôi đề nghị ngài đến gặp tướng Kesselring
để yêu cầu ông ấy đầu hàng ở mặt trận phía Tây. Đó là một bước đi liều lĩnh. Chẳng phải tất cả chúng ta đang liều lĩnh sao? Ít ra, việc ngài tiếp xúc với tướng Kesselring ở mặt trận phía Tây có thể đem lại một bức tranh rõ ràng, cụ thể. Liệu ông ta có chịu đầu hàng hay không ở mặt trận phía Tây? Căn cứ vào việc Kesselring đồng ý đầu hàng ở Italia, có thể nghĩ rằng ông ta sẽ không thay đổi quyết định ở cả Strasbourg. Khi nào ngài có thể đến gặp ông ta ở mặt trận phía Tây? Kaltenbrunner gọi tôi về Berlin, nhưng tôi hoãn lại vì chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đây. Nghĩa là ngài có thể bay đến Berlin trên đường trở về Italia. Vâng, về nguyên tắc có thể như vậy. Nhưng... tôi hiểu ý ngài. Ngài thực sự phải mạo hiểm. Mạo hiểm hơn tất cả chúng tôi. Nhưng trong tình hình hiện nay, tôi không thấy có lối thoát nào khác. Có lối thoát chứ. Ngài là người có sáng kiến tổ chức cuộc đàm phán. Chắc hẳn, ngài có được hậu thuẫn nhất định tại Berlin. Điều đó cho phép ngài tìm ra lý do để đến gặp Kesselring. Nếu ngài thực sự quan tâm đến số phận nước Đức, trong trường hợp này, ở mức độ nhất định, nó đang nằm trong tay ngài. Tất nhiên, lý lẽ đó khiến tôi không thể thờ ơ. Vậy ngài sẽ đến gặp Kesselring ở mặt trận phía Tây chứ? Đúng vậy. Và ngài tin chắc có thể thuyết phục Kesselring đầu hàng. Tôi tin như vậy. Và tướng Vitenhoff sẽ theo gương ông ta. Tôi cần quay về Italia và cố gắng. Ngài nói xem, nếu tướng Vitenhoff lưỡng lự, liệu ngài có thể tác động đến các sự kiện tại đây? Vâng. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, các ngài phải gặp tướng Vitenhoff ở đây hoặc Italia. Nếu ngài thấy như vậy là hợp lý, chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc với Vitenhoff. Khi nào có thể đón ngài từ chỗ Kesselring trở về? Nếu mọi việc tốt đẹp, một tuần nữa tôi sẽ quay lại, sẽ mang đến cho các ngài và tướng Vitenhoff ngày giờ đầu hàng chính xác của quân đội Đức ở mặt trận phía Tây. Stirlitz từng nói với Kat, mọi tai họa đã chấm dứt, xong khi gặp lại mục sư, anh hiểu mình đã nhầm. Không hề có chuyện gì chấm dứt, ngược lại, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Gửi đi Stockholm ạ? Phải, Stockholm. Bức điện thứ hai cũng vậy ạ? Đúng. Và gửi đến Constantinople? Đúng. Eustace, gửi Alex. Tôi đang ở Bern, đợi liên lạc viên tại quán bar, những nhà leo núi, hàng ngày vào 22 giờ. Cách thức liên lạc như cũ, bao thuốc lá, côn block và bao diêm của anh, Mark Punch. Không cần hồi âm, liên lạc viên cần biết mặt tôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đã nhận được những thông tin đáng tin cậy về nội dung các cuộc đàm phán giữa đại diện của Đức với Dallas. Đó là việc ký kết ngầm sau lưng Liên Xô, một hiệp ước đình chiến với Đức Quốc xã. Von đại diện cho Himmler tiến hành đàm phán. Tài liệu được gửi qua kênh Elbrus 1. Eustace. Tài liệu đã đến chưa? Đã đến rồi ạ. Tôi nghe thưa đại tướng. Alexander, mời đến chỗ tôi. Tuân lệnh thưa đồng chí Vladimir Ivanovich. Phụ trách giải mã là đồng chí Sviridov. Khoảng 20 phút nữa sẽ có kết quả. Điều thêm ai đó giúp đỡ. Fomichev chẳng hạn, công việc sẽ nhanh hơn. Tuân lệnh thưa đại tướng, cho phép tôi đi. Mời đến phòng tôi tất cả các cấp phó và cục trưởng cục 1 và 2. Rõ.
Vâng. Xin chào đồng chí Stalin Semyonovich. Vâng, tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn có thể. Khoảng 2 ngày. Trong 2 ngày tới tôi sẽ sẵn sàng để thảo luận vấn đề này. Tôi nghĩ 2 ngày là đủ. Cảm ơn đồng chí. Tạm biệt. Sẽ chuyển gấp cho cậu tài liệu đính kèm. Ngay lập tức chuẩn bị báo cáo lên Hội đồng Xô Viết tối cao. Tuân lệnh, thưa đồng chí chỉ huy. Liên lạc viên thế nào rồi? Hai người đã đến nơi an toàn, còn người thứ ba tạm thời im lặng. Ngày 22 tháng 3 năm 1945, 17 giờ 20 phút, Bộ trưởng Dân ủy phụ trách ngoại giao mời đại sứ Anh, ngài Archibald Kerr, tới Điện Kremlin vào 8 giờ tối. Đồng chí không mời đại sứ Mỹ Harriman vì hiểu rằng Archibald Kerr là tay tình báo lõi đời và có thể trò chuyện với ông ta mà không cần thủ tục rườm rà như Harriman thường làm. Tôi có trọng trách trao cho ngài công hàm của chính phủ Xô Viết, đồng chí Pavlov. Mời đồng chí đọc cho đại sứ Kerr bức công hàm. Có thể ngài đại sứ sẽ có vài câu hỏi. Khi xác nhận việc đã nhận được lá thư nói về cuộc thương lượng ở Bern giữa viên tướng Đức Von với các sĩ quan trong bộ tham mưu của thống chế Alexander, chính phủ Liên Xô tuyên bố đây không phải là sự hiểu lầm, mà là một điều gì đó còn tệ hơn nữa. Viên tướng Đức Von cùng đám sĩ quan tùy tùng của hắn đến Bern để thương lượng với đại diện của Bộ Chỉ huy Anh-Mỹ về sự đầu hàng của toàn bộ quân đội Đức tại miền Bắc Italia. Khi chính phủ Liên Xô tuyên bố về sự cần thiết phải có đại diện của Bộ Chỉ huy Liên Xô tham gia cuộc đàm phán đó, họ đã bị khước từ. Như vậy, tại Bern, trong khoảng thời gian 2 tuần, sau lưng chính phủ Liên Xô, quốc gia vốn phải mang gánh nặng chủ yếu của cuộc chiến tranh chống Đức phát xít, đã diễn ra cuộc thương lượng giữa một bên là đại diện của Bộ Chỉ huy quân sự Đức, và một bên là các đại diện của Bộ Chỉ huy quân sự Anh và Mỹ. Chính phủ Liên Xô coi đó là việc làm tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tôi không có câu hỏi nào, thưa ngài Matulov. Tôi sẽ lập tức thông báo nội dung bức công hàm tới chính phủ Anh Quốc và Nữ Hoàng. Tôi có thể chuyển cho vị giáo sư Thụy Điển. Tôi quên mất tên ông ta. Mấy quyển sách được không? Giáo sư Thụy Điển Svedenborg, hình như vậy. Ông ấy chúc chúng ta sống thật thọ. Còn bản thân lại nhảy qua cửa sổ tầng 3 xuống đường và chết rồi. Khi nào vậy? Sáng hôm kia. Ngài biết không, ông ấy bước ra khỏi khách sạn vui vẻ là thế, rồi không trở về nữa. Đột ngột quá. Bạn tôi nhờ chuyển cho ông ấy mấy quyển sách và xin lại những quyển giáo sư đang cầm. Ngài hãy gọi điện đến sở cảnh sát. Họ đã mang hết đồ đạc của ông ấy đi. Nếu ngài chứng minh được, họ sẽ trả lại sách cho ngài. Cảm ơn. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông.
phố hoa. Làm ơn dừng ở đây. Yến mạch, ăn yến mạch đi. Toàn hạt ngon, chọn kỹ đấy. Ăn đi nào. Xin chào bác. Chào ngài. Tôi nghe đây. Bác làm ơn chỉ giúp, quanh đây có tiệm hoa nào không? Tiệm bán hoa ư? Không xa đây lắm. Đến góc phố rẽ phải, có một tiệm hoa khá lắm. Ở đó luôn có bán hoa cẩm chướng đẹp tuyệt. Chim hót như vậy dường như chỉ có trên thiên đường. Ngài nghĩ như vậy sao? Tôi đồng ý với ngài. Ngài nhìn đôi chim này xem. Đây là loài chim có 102. Stirlitz cố hình dung ra cảnh vị giáo sư nhảy qua cửa sổ. Một con người gầy gò, lặng lẽ, yếu đuối. Hẳn ông đã cảm thấy một nỗi khủng khiếp vào giây phút cuối của đời mình khi dám quyết định tự vẫn ở đây, chỉ vừa mới thoát khỏi nước Đức và được hưởng tự do. Anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Song chắc chắn một điều, giáo sư Plesner không phải là kẻ phản bội. Làm ơn chở tôi vào trung tâm. Và chỗ nào đó ở trung tâm, gần chỗ này một chút, để tôi có thể thuê một chiếc xe. Sáng nay tôi không dám hỏi ngài về người thân của mình. Xong giờ đây, tôi không thể không nhắc đến họ. Em gái tôi thế nào? Ông vẫn nhớ nét chữ của em gái mình chứ? Dĩ nhiên. Anh yêu quý, cảm ơn sự quan tâm chu đáo đặc biệt anh đã dành cho mẹ con em. Hiện nay mẹ con em đang sống ở một vùng núi. Mẹ con em đang sống ở một vùng núi và không hề biết đến sự kinh hoàng của những trận mưa bom. Mẹ con em sống trong một gia đình nông dân. Các cháu giúp chủ nhà chăn bò. Chúng em được ăn uống đầy đủ và cảm thấy hết sức an toàn. Cầu Chúa để mọi tai họa giáng xuống đầu anh sớm chấm dứt. Em Anna của anh. Несчастья, обрушившиеся на тебя, скорее кончились. Твоя Анна. Tôi bị tai họa gì vậy? Cô ấy nói thế nghĩa là sao? Tôi buộc phải nói với bà ấy rằng ông đã bị bắt. Tôi gặp bà ấy không phải là với tư cách Sielis, mà như một con chiên của ông.
Địa chỉ của họ đây. Khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ đến đó tìm họ. Cảm ơn ngài. Nói chung, dù không có mấy bức ảnh này, tôi vẫn tin ngài. Sao ngài gầy rộc đi vậy? Có trời biết. Tôi hơi mệt. Sao, có tin gì mới không? Tin mới thì có. Xong tôi không đủ khả năng đánh giá. Hoặc là ta mất niềm tin vào thế giới này. Hoặc là phải trở thành một kẻ vô liêm sỉ. Người Mỹ đã tiến hành thương lượng với lực lượng SS. Họ tin vào Himmler. Có tài liệu xác minh không? Gì kia? Ông có những tài liệu nào xác minh điều đó? Ông lấy chúng từ tay ai? Ông có được những tài liệu gì? Ngược lại, nếu ông chỉ nghe lời đồn đại, thì chúng ta sẽ biến thành vật hy sinh cho một sự dối trá được sắp đặt khôn khéo. Thà nôi, tôi rất muốn tin rằng ngài Danless không thương lượng với bọn tay chân của Himmler. Xong, ngài đã đọc những gì tôi đưa ngài sáng nay rồi đấy. Và bây giờ, đây nữa. Ông đưa tôi. Chúng đây. Đại sứ quán Đức. Tôi là đại tá Chilis. Tôi đã được dặn về ngài. Sáng nay tôi có nhận được bức điện. Tôi cần một phòng riêng và máy ghi âm. Mời ngài. Chào các ngài. Mr. Clentel Hobart. Mr. Harvey Park. Mr. De Fowler. Mr. Jack Madison. Tôi và các đồng sự có mặt để chủ trì cuộc đàm phán. Tôi rất vui vì cuộc đàm phán của chúng ta đã tiến triển ở cấp độ đại diện cao như vậy. Có thể nói, tôi và các đồng sự có ấn tượng rất tốt đẹp khi một quan chức cấp cao của lực lượng SS bắt đầu thương lượng với đối phương mà không đưa ra bất cứ yêu cầu cá nhân nào. Yêu cầu cá nhân của tôi là hòa bình cho người Đức. Hoan hô. Đó là câu trả lời của người lính chân chính. Mời các ngài. Bên ngài có gì mới trong thời gian vừa qua không? Thống chế Kesselring bị triệu gấp về tổng hành dinh của quốc trưởng. Đó là tin đáng buồn nhất. Ngài cho là như vậy ư? Tôi không chờ đợi điều gì tốt lành với những vụ triệu hồi gấp về tổng hành dinh của quốc trưởng. Cần chuyển gấp một mật mã tới ngài chủ tịch đảng Bormann. Tôi nghe đây. Những cuộc thương lượng giữa các nhân vật X và Y đang diễn ra dồn dập ở Bern. Cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp bằng bất cứ giá nào để triệu hồi X về tổng hành dinh quốc trưởng. Вызвав представителя X бункер.
Под любым предлогом. Верный вам член НСДАП. Đảng viên NSDAP trung thành của ngài. Ernst, у меня к вам есть просьба. Tôi muốn yêu cầu anh một việc. Một yêu cầu cá nhân và đáng buồn. Vâng. Tướng Vol hóa ra là kẻ phản bội. Không thể như vậy. Tôi có hay nhầm không? Đừng nói việc này với ngài Himmler. Thống chế có một trái tim quá nhạy cảm. Chỉ tôi và anh biết là đủ. Tôi muốn trong ngày mai, mà không, tốt nhất là hôm nay, tướng Vol phải có mặt tại đế chế. Không chỉ tại đế chế, mà cụ thể là ở Berlin. Và không chỉ tại Berlin, mà chính xác là tại Tổng hành dinh quốc trưởng. Phải do chính người của anh giải về. Bị cùm tay. Bị tước quân hiệu. Dĩ nhiên, Kaltenbrunner không báo cáo lại với Himmler những điều tên chủ tịch đảng đã chỉ thị. Hắn ra lệnh lập tức gọi Karl Vohl từ Ý trở về để yết kiến quốc trưởng. Trong bộ máy của cơ quan an ninh đế chế, không việc gì có thể lọt qua tai mắt của hai lực lượng cạnh tranh đầy uy lực, Gestapo và tình báo, Müller và Schellenberg. Tên nhân viên điện báo trong hành dinh của Kaltenbrunner, kẻ đã bị Schellenberg tuyển mộ, đã báo cho ông chủ bí mật của mình nội dung bức điện tuyệt mật được gửi sang Italia. Hãy theo dõi chặt chẽ chuyến bay của Vol về Berlin. Tại sân bay, chờ đón Vol là một chiếc xe bọc thép với những tên ác ôn trong đội bảo vệ nhà tù ngầm dưới đất của Gestapo. Chuyến bay thế nào, tướng quân? Cảm ơn ngài, tuyệt lắm. Rất vui được gặp ngài. Trông ngài rất phong độ. Thống chế đang đợi ngài. Xin mời. Mấy tên cai ngục không dám bắt giữ Vol. Chúng chỉ còn cách dõi theo xe của Schellenberg, rồi về báo lại với cấp trên.
Các anh đã đưa tôi ra hướng đòn. Bằng cách nào mà Bormann và Kaltenbrunner biết được cuộc thương lượng của chúng ta? Tại sao lũ chó săn của lão Müller đê tiện lại đánh hơi được việc đó? Thưa thống chế, hẳn ngài còn nhớ mọi chi tiết của chiến dịch này đều do tôi chuẩn bị, đúng không ạ? Chiến dịch che đỡ của tôi vẫn đâu vào đấy. Tôi đã chuẩn bị cho tướng Von câu chuyện huyền thoại. Ông ta được gài vào nhóm âm mưu phản loạn, đang thực sự tìm kiếm con đường hòa bình riêng rẽ ở bên. Chúng ta sẽ thỏa thuận nốt những chi tiết còn lại. Tại đây, tôi sẽ đọc cho tướng Von viết một bản báo cáo gửi cho ngài giải trình việc chúng ta, lực lượng SS, đã phát hiện ra âm mưu của kẻ thù như thế nào. Mời ngài viết, tướng Von. Xin lỗi ngài. Quốc trưởng yêu cầu ngài đợi một chút. Quốc trưởng đang tiếp thống chế. Bormann hiểu rằng y đã thua cuộc. Tướng quân, tôi đã nghe được mọi thông tin về ngài. Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ngài vì sự trung thành và dũng cảm của ngài với quốc trưởng. Bormann đây, gọi Müller đến gặp tôi. Quốc trưởng đang đợi ngài. Thưa ngài chủ tịch đảng. Thư riêng và mật của chủ tịch hội đồng bộ trưởng Stalin gửi ngài tổng thống Franklin Roosevelt. Trong thông điệp của tôi, không đề cập đến sự trung thực hay độ tin cậy. Tôi không bao giờ nghi ngờ sự trung thực và mức độ đáng tin cậy của ngài, cũng như sự trung thực và đáng tin cậy của ngài Thủ tướng Churchill. Vấn đề ở đây là, trong quá trình trao đổi thư từ giữa chúng ta, đã bộc lộ những quan điểm khác nhau về một nước đồng minh có thể cho phép mình làm những gì đối với nước đồng minh kia và không được phép làm những gì. Người Nga chúng tôi nghĩ rằng, trong tình hình hiện nay, trên các mặt trận, bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa đại diện một nước đồng minh với quân Đức để bàn về vấn đề đầu hàng, phải đảm bảo có sự tham gia của nước đồng minh. Trong mọi trường hợp, đó là điều tối cần thiết, một khi nước đồng minh đó muốn tham gia cuộc gặp gỡ. Phía Mỹ và Anh lại nghĩ khác. Họ cho rằng quan điểm của người Nga là không đúng. Xuất phát từ điều trên, họ đã không chấp nhận quyền của người Nga tham gia vào cuộc đàm phán với quân Đức
tại Thụy Sĩ. Tôi đã viết cho ngài và thấy sẽ không thừa khi nhắc lại trường hợp tương tự. Người Nga sẽ không bao giờ bác bỏ quyền tham gia của người Mỹ và người Anh trong các cuộc đàm phán như vậy. Tôi tiếp tục cho rằng quan điểm của người Nga là quan điểm duy nhất đúng, bởi nó loại trừ mọi khả năng dẫn đến sự nghi ngờ giữa chúng ta. Về những người đưa tin của tôi khẳng định với ngài, họ là những người hết sức trung thực và khiêm tốn, chỉ thi hành nhiệm vụ của mình, không hề có ý định xúc phạm bất cứ ai, và đều đã được thử thách nhiều lần qua nhiều việc. Đã mấy buổi tối, Stierlitz đều ghé vào quán bar, những nhà leo núi tại đây. Và 22 giờ, anh hẹn gặp liên lạc viên, nhưng hôm nay liên lạc viên vẫn không đến. Họ hẹn gặp lại vào ngày mai. Tôi sẽ gửi xe nôi vào khoang hành lý. Vâng, được. Đến Paris, cô sẽ nhận lại hành lý của mình theo hóa đơn. Cẩn thận, để tôi xách giúp. Bà làm ơn trông các cháu giúp. Được, còn việc gì cần tôi sẵn lòng làm giúp. Không, cảm ơn bà. Vậy tốt rồi. Thưa ngài, cho tôi cốc váng sữa và ly cà phê đen. Có thêm sữa không ạ? Không, chỉ cà phê đen thôi. Thank you.
Em để quên thuốc lá trong xe rồi. Chuyến đi khiến em kiệt sức. Anh cũng vậy. Stirlitz đã nhận ra liên lạc viên từ lâu. Xong anh không sao thoát khỏi người phụ nữ say bí tỉ cứ trơ trẽn bám giết lấy anh. Ngay từ khi bước vào quán bar, anh phải nghe em, anh phải tin em. Người ta bảo những nhà toán học chúng em là lũ người khô khan, láo tét, hoàn toàn láo tét. Trong tình yêu, em chính là Einstein. Em muốn nói với anh điều này. Em muốn ở cùng anh. Cô ra ngoài phố đợi, tôi sẽ ra sau. Thật chứ? Thật. Em đi ngay, đi ngay. Anh thề đi. Anh thề. Không đi sẽ chết. Em ra đi. Tôi đã đợi anh từ lâu rồi. Tôi phải đi qua đường Tây Ban Nha. Trước tiên tôi xin thông báo. Cảm ơn anh. Trung tâm không bắt buộc đồng chí Eustace phải trở về Đức vì hiểu rõ. Hoàn cảnh hiện nay rất nguy hiểm cho đồng chí. Tuy nhiên, nếu đồng chí Eustace cảm thấy còn sức lực, trung tâm dĩ nhiên mong anh trở về Đức. Trung tâm để đồng chí Eustace toàn quyền quyết định vấn đề đó. Ta chỉ còn thiếu mấy vụ scandal thôi. Tôi nghe tiếp đây. Còn một tin quan trọng cần thông báo. Bộ chỉ huy đã đề nghị Hội đồng Quốc phòng Nhà nước và Chủ tịch Đoàn Xô Viết tối cao tặng đồng chí Eustace danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì công lao dự đoán chính xác chiến dịch ô chữ Sunrise. Nếu đồng chí Eustace khôi phục được sức lực và quyết định quay về Đức, thì anh sẽ nhận được liên lạc viên.
hai điện báo viên được gài ở Potsdam và Wedding. Cả hai điểm đều đáng tin cậy, được gài vào nằm vùng từ 2 năm trước. Vậy là trung tâm muốn Eustat trở lại Đức, đúng không? Anh có thời gian không? Chuyện gì vậy? Thời gian của anh thế nào? Nếu anh chờ cho tôi 10 phút, tôi muốn viết một bức thư nhỏ. 10 phút thì tôi có. Tôi vẫn kịp ra chuyến tàu đi Paris. Chỉ có điều tôi sẽ viết bằng tiếng Pháp. Tay trái không ghi địa chỉ. Địa chỉ ở trung tâm biết rõ, họ sẽ chuyển đi. Nói chuyện với anh đáng sợ thật. Anh tiên đoán trước mọi việc. Tôi tiên đoán cái nỗi gì? Sắp xong rồi. Tôi vẫn còn vài phút. Anh biết không, anh có lý, không nên đem theo thứ này vượt qua 3 biên giới. Thứ lỗi vì tôi đã làm mất thời gian của anh. Ngày 24 tháng 3 năm 1945, 16:33.
Hôm nay, 24 tháng 3 năm 1945, Stirlitz quay trở lại Berlin. Và 45 ngày sau đó, kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cuộc chiến tranh đã cứu cả thế giới thoát khỏi thảm họa Hitler. Cuộc chiến tranh đã cướp đi 20 triệu sinh mạng của người dân Xô Viết. Đó là ngày 9 tháng 5 năm 1945. Ngày 20 tháng 11 năm 1945, tại Nuremberg, lần đầu tiên trong lịch sử đã diễn ra phiên tòa quốc tế xét xử bọn tội phạm chiến tranh. Những điểm chính trong bản cáo trạng là tội ác chống lại thế giới, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Hoảng sợ sự trừng phạt của công lý đã dẫn đến cái chết bằng tự tử của Himmler và Goebbels. Còn hầu hết các trợ thủ của Hitler vào ngày 22 tháng 11 năm 1945 đều bị đưa ra phiên tòa lịch sử và đều nhận được bản án xứng đáng, chết dưới giá treo cổ. Ngày 24 tháng 6, tại Quảng Trường Đỏ đã diễn ra cuộc diễu binh biểu dương lực lượng để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Nhưng giờ phút này, không một ai trên trái đất, kể cả Stirlitz, biết được điều đó. Hôm nay, 24 tháng 3, thế giới chưa được giải phóng. Vì vậy, đại tá Maxim Maximovich Isayev quay trở lại Berlin. Anh trở lại để làm việc. Хоть ненадолго боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, верю.
покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.